Đại tướng Dư Quốc Đống với những chỉ đạo đi vào lòng đất. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng tiến vào đánh sập Phước Long, bức tường thành mà kẻ địch cứ rêu rao là vững chắc bảo vệ vành đai Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn phải ngậm ngùi kêu gọi, dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long. Sau cuộc họp đó, Dư Quốc Đống đã rời khỏi đội quân chuyên làm tay sai cho ngoại bang đang trong những ngày hấp hối cuối cùng. Khi đó, không ai quan tâm tới số phận của một viên tướng thất thế nữa. Điều gì đã khiến Dư Quốc Đống phải nhận một kết cục đắng như vậy? Chân dung lịch sử mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây. Tay sai cho ngoại bang. Dư Quốc Đống là kẻ cầm súng theo thực dân Pháp ngay từ khi còn rất trẻ và được quan thầy cho sang mẫu quốc giữa những lớp huấn luyện nhảy dù, rồi y tốt nghiệp khóa sĩ quan Đà Lạt năm 1951. Ngày 29 tháng 9 năm 1954, khi thực dân Pháp giao lại cho chính quyền Sài Gòn chiến đoàn lính dù số 3, gồm các tiểu đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7, do Đỗ Cao Chí mang quân hàm thiếu tá chỉ huy. Trung đội trưởng Dư Quốc Đống nghiễm nhiên được coi là hạt giống của toán quân mũ đỏ khét tiếng này. Lính dù đã rất thẳng tay trong vụ tiêu diệt lực lượng Bình Xuyên ở rừng sát, nên được chính quyền Sài Gòn rất ưu ái. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1959, lực lượng dù được nâng từ liên đoàn lên lữ đoàn, nằm dưới quyền chỉ huy của Trung tá Nguyễn Chánh Thi. Dư Quốc Đống nhân đấy cũng được thăng chức. Năm 1962, thành lập hai chiến đoàn dù, Dư Quốc Đống khi ấy đang mang quân hàm thiếu tá được giữ chức chiến đoàn trưởng chiến đoàn 1. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, khi lực lượng dù Sài Gòn được nâng lên cấp sư đoàn với đầy đủ các cơ cấu trực thuộc, từ đơn vị tác chiến tới yểm trợ, Dư Quốc Đống đã trở thành viên tư lệnh thứ tư của những sát thủ mũ đỏ này và y đã ngồi ở vị trí đó cho tới năm 1973 với quân hàm trung tướng. Người kế vị y ở ghế tư lệnh dù cho tới khi sụp đổ chế độ Sài Gòn tháng 4 năm 1975 là chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng. Trong lực lượng dù, Dư Quốc Đống đã được coi là đại ca của những viên tướng như Nguyễn Khoa Nam, Ngô Quang Trưởng, Lê Quang Lưỡng và Phạm Văn Phú. Như vậy, cuộc đời binh nghiệp làm tay sai cho ngoại bang của Dư Quốc Đống chủ yếu là ở sư đoàn quân dù, lực lượng con cưng của chính quyền Sài Gòn được trang bị hiện đại, được quan thầy Mỹ tuyển chọn nhân sự và đào tạo bài bản, kỹ lưỡng. Vì có thâm niên nhất trong lực lượng lại có vóc dáng cao lớn, thêm tính cách biết giữ chữ tín theo kiểu giang hồ nên y được cấp dưới kính nể. Nói một cách công bằng, Dư Quốc Đống được Pháp và Mỹ đào tạo cơ bản về chiến thuật của lực lượng quân dù, có kinh nghiệm trong hành quân tác chiến càn quét và đối phó với lực lượng quân giải phóng. Tài cầm quân được bộc lộ. Nhắc tới Dư Quốc Đống, chúng ta đều biết đến cái danh bại tướng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971. Trong cuộc hành quân này, quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn, ngoài lực lượng chính của họ là quân đoàn 1, quân khu 1, giới chóc bu Sài Gòn còn tăng cường hai lực lượng được xem là thiện chiến nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa là Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và Sư đoàn Dù. Tư lệnh Sư đoàn Dù lúc đó là Trung tướng Dư Quốc Đống. Trong lệnh hành quân Lam Sơn 719, hướng hành quân của Dư Quốc Đống chỉ rõ: xuất phát từ căn cứ Hàm Nghi, hành quân bộ theo dọc đường 548, đường 9 và trực thăng vận xuất nhập các khu vực mục tiêu A Lưới, A Sầu, thiết lập các căn cứ hành quân và căn cứ hỏa lực, tổ chức hành quân tuần thám, lùng diệt địch, phá hủy các kho tàng trong khu vực trách nhiệm. Cuộc hành quân của Sư đoàn Dù cũng được Đống chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1971, di chuyển toàn bộ sư đoàn nhảy dù và các đơn vị tăng phái đến phối trí xung quanh khu vực căn cứ Hàm Nghi. Giai đoạn 2, từ mùng 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, sử dụng chiến đoàn đặc nhiệm làm nỗ lực chính, xuất phát từ Tà Bạt, tiến quân dọc theo đường 548, đường 9 về phía Tây, giao tiếp và hỗ trợ cho một tiểu đoàn nhảy dù trực thăng vận, chiếm mục tiêu A Lưới, Bản Đông và thiết lập căn cứ hỏa lực tại đây. Đồng thời, lữ đoàn 3 nhảy dù được trực thăng vận, cấp tiểu đoàn, chiếm các khu vực cao điểm 30, 31, điểm cao 450, 543, phía bắc đường 9 và thiết lập các căn cứ hỏa lực để hỗ trợ mặt bắc cho cánh quân cơ giới, chiến đoàn đặc nhiệm. Giai đoạn 3, củng cố các căn cứ hành quân và căn cứ hỏa lực, tổ chức hành quân lục soát, tiêu diệt lực lượng địch, khám phá và tiêu hủy tới mức tối đa các quân dụng cũng như kho tàng của địch trong phạm vi trách nhiệm. Giai đoạn 4, đoạn lệnh hành quân sẽ ban hành sau. Sau này thành cuộc tháo chạy vội vã của sư đoàn dù cũng như toàn bộ lực lượng địch tham chiến.
Tổ chức biên chế của sư đoàn dù lúc này rất mạnh, gồm 9 tiểu đoàn thuộc 3 lữ đoàn dù, 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh. Đó là chưa kể các lực lượng của quân đoàn 1 tăng cường cho đống, gồm lữ đoàn 1 thiết kỵ, tiểu đoàn 44 pháo binh 155mm và tiểu đoàn 101 công binh chiến đấu. Toàn bộ lực lượng của cái gọi là cuộc hành quân Lam Sơn 719, trong đó có sư đoàn dù của Dư Quốc Đống, đã lọt vào trong thế trận giằng sẵn của quân và dân ta. Sáng mùng 9 tháng 2 năm 1971, hai đại đội của chiến đoàn đặc nhiệm dù tại chốt 351 cầu Cha Kỳ bị quân giải phóng tiêu diệt. Cùng ngày, tiểu đoàn dù 2 bị tập kích ở C Nam. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2, trung đoàn 64 thuộc sư đoàn 320 quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp tiến công khu vực điểm cao 456 và đồi không tên, diệt 3 đại đội của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn dù 6, lữ đoàn dù 3, chốt giữ căn cứ 31, điểm cao 543, cách bản đông 7km về phía bắc. Trưa ngày 25 tháng 2 năm 1971, bằng trận tiến công hiệp đồng binh chủng, trung đoàn 64 đã làm chủ căn cứ 31, tiêu diệt tiểu đoàn 3 dù, bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù và toàn bộ ban tham mưu lữ đoàn. Ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 1971, quân giải phóng đại phá bản đông do một lữ đoàn dù và hai thiết đoàn quân đội Sài Gòn chốt giữ. Lữ đoàn dù 3 bị xóa sổ. Ngày 18 tháng 3 năm 1971, do bị thất bại nặng nề, quân đội Sài Gòn rút khỏi bản đông. Cuộc rút quân trở thành một thảm bại hỗn loạn. Binh sĩ vứt bỏ vũ khí chạy cắt rừng, hòng thoát thân, nhưng cuối cùng lại trúng vào ổ phục kích của quân giải phóng. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 là cuộc hành quân lớn nhất của liên quân Mỹ-Ngụy trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng khi viết về cuộc đời cầm súng làm tay sai cho hết Pháp và Mỹ của Dư Quốc Đống, đám đàn em của y không một lời nào nhắc đến cuộc hành quân này. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất trong 26 năm khoác lính của Dư Quốc Đống mà thuộc hạ cũng như y muốn quên đi. Cũng có vài kẻ thân tín của y cho rằng việc đặt Dư Quốc Đống và Lê Nguyên Khang, Trung tướng Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến dưới quyền của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân đoàn 1, Vùng 1, Chiến thuật là một sai lầm của Tổng thống Thiệu. Vì hai viên tướng vốn ngổ ngáo lại quen được chiều chuộng nên rất coi thường Lãm. Bằng chứng là mặc dù toàn bộ Sư đoàn Thủy quân Lục chiến tham gia cuộc hành quân, nhưng Lê Nguyên Khang ra cho cấp phó chỉ huy, còn mình thì lại nằm chơi ở Sài Gòn. Sau này, mâu thuẫn giữa Đống và Lãm được bộc lộ trong kế hoạch phòng thủ bản đông. Chuyện đó có chăng cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ để bào chữa cho thất bại cay đắng của Đống và sư đoàn dù của y. Những nước cờ đi vào lòng đất. Không chỉ thảm bại trong các chiến thuật chỉ huy ở chiến dịch Lam Sơn 719, mà Dư Quốc Đống, ông ta còn tiếp tục thể hiện tài chỉ huy kém cỏi với những nước cờ đi vào lòng đất vào những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân giải phóng, sau khi rời chức tư lệnh lính dù, ông ta được giao cho việc quản lý quân đoàn 3 với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho thành phố Sài Gòn vùng phụ cận, trong đó có tỉnh Phước Long. Và địa danh này đã là nơi chôn danh tiếng hão của Dư Quốc Đống như một tướng tài cầm quân. Sau khi nó được chọn là nơi thử lửa đầu tiên dẫn tới chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Mặc dù một số đại diện cao cấp của chính quyền Sài Gòn cũ nói rằng cuộc tấn công của quân giải phóng vào Phước Long cuối năm 1974, đầu năm 1975 không phải là một bất ngờ, ngoài ước đoán của họ. Nhưng quả thực, đây đã là một đòn thăm dò chí mạng đối với quân đội Sài Gòn nói chung và cả đoàn 3 của ông Dư Quốc Đống nói riêng. Ngày 14 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng tấn công và chiếm lĩnh một cách dễ dàng vào quận Đức Phong và Bố Đức. Đêm ngày 15 tháng 12 năm 1974, một căn cứ hỏa lực do một đơn vị địa phương quân của chính quyền Sài Gòn bảo vệ cũng bị quân giải phóng tấn công và chiếm lĩnh. Quân đoàn 3 của Dư Quốc Đống buộc phải cho máy bay chở tới tăng viện. Từ căn cứ Lai Khê cho Phước Long, tiểu đoàn 2 sư đoàn 7 và 2 pháo đội gồm 6 đại bác 105 ly và 4 đại bác 155 ly. Thêm vào đó còn có 3 đội trinh sát của các sư đoàn 5, 7 và 25 bộ binh. Thế nhưng mọi sự dãy dụa của Dư Quốc Đống đều không mang lại kết quả mà chính quyền Sài Gòn mong muốn. Đêm ngày 22 tháng 12, quân giải phóng tấn công quận Bố Đức lần thứ 2 và đã chiếm được nó một cách khá dễ dàng. Ít ngày sau, vào ngày 24 tháng 12 năm 1974, hai sư đoàn 7 và 3 của quân giải phóng vừa được thành lập ở miền Nam, khác với sư đoàn 3 đang hoạt động ở Bình Định, đã tấn công và làm chủ quận Đôn Luân. Như vậy là trừ quận Lỵ, Phước Bình và thành phố Phước Long nằm trong ranh giới quận, vẫn chịu sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Gần như toàn bộ tỉnh Phước Long hoàn toàn nằm trong tay quân giải phóng.
đêm 30 tháng 12 năm 1974, quân giải phóng lại tiếp tục tấn công Phước Bình, vòng đai phòng thủ của tỉnh Phước Long. Trận đánh chỉ diễn ra từ nửa đêm cho đến chiều hôm sau thì kết thúc và thắng lợi giòn giã. Lính của tiểu khu và của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 thuộc quân đoàn 3 của Dư Quốc Đống tháo chạy về tổ chức phòng tuyến mới ở phi trường Sông Bé. Tuy nhiên, mọi sự đã dần được định đoạt khi 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1975. Pháo của quân giải phóng đã công kích mạnh vào phi trường Biên Hòa rồi tấn công đánh thẳng vào thành phố Phước Long từ hướng Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 1975, tỉnh trưởng Phước Long đã xin phương tiện tải thương, tiếp viện và quân bổ sung, nên tất cả liên lạc từ Phước Long ra ngoài đã bị cắt đứt. Trong tình thế kẹt vào chân tường, tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của chính quyền Sài Gòn đã buộc phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Phụ tá An ninh Quốc phòng Đặng Văn Quang, Tư lệnh Không quân Trần Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 Dư Quốc Đống, Trung tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận Đồng Văn Khuyên và Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn Cao Văn Viên. Đề tài của buổi họp là có nên tăng viện cho Phước Long hay không? Và nếu tăng viện, thì tăng viện như thế nào về quân nhu và nhân sự? Bộ Tổng tham mưu Quân đội Cao Văn Viên kể. Tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh Quân đoàn 3 đã trình bày về tình hình của Phước Long nói riêng và của quân đoàn nói chung. Để giải cứu Phước Long, tướng Đống đã đề nghị xin một sư đoàn bộ binh hay sư đoàn nhảy dù. Quân tăng viện sẽ đổ bộ xuống hướng Bắc Phước Long bằng trực thăng dưới sự yểm trợ tối đa của không quân. Trình bày xong ý kiến, tướng Dư Quốc Đống xin được từ chức. Viện cớ là từ khi nhậm chức tư lệnh quân đoàn, ông đã không đủ khả năng giải quyết được tình hình quân sự của vùng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ lời xin từ chức của tướng Đống. Vấn đề hệ trọng ngay trong lúc này, theo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, là giải quyết vấn đề ở thành phố Phước Long trước. Sau khi nghiên cứu tình hình, kế hoạch tiếp viện thêm quân cho Phước Long bị hủy bỏ. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, quân giải phóng tiến vào đánh sập Phước Long, bức tường thành mà kẻ địch cứ rêu rao là vững chắc bảo vệ vành đai Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn khi đó phải ngậm ngùi kêu gọi, dành 3 ngày truy điệu cầu nguyện cho Phước Long. Sau cuộc họp đó, tướng Dư Quốc Đống đã rời khỏi đội quân chuyên làm tay sai cho ngoại bang đang trong những ngày hấp hối cuối cùng. Chiến trường Sài Gòn lúc đó ngày càng rối như canh hẹ và cũng không ai quan tâm tới số phận của một viên tướng thất thế nữa. Tới ngày 29 tháng 4 năm 1975, nhận rõ cục diện tình hình không còn gì có thể hứa hẹn cho tương lai của ông ta, Dư Quốc Đống đã cuống cuồng rời khỏi thành phố Sài Gòn đi sống nốt những ngày tàn ở nước Mỹ. Cảm nhận được sự thất bại của cuộc đời mình, Dư Quốc Đống rất ít khi xuất hiện trước đám đông. Những năm cuối đời, tướng Dư Quốc Đống thường xuyên đau ốm và được người thân đưa vào một viện dưỡng lão. Cái chết đã tới với ông ta vào 3 giờ chiều thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2008 tại Huntington Beach, quận Cam, California, như một sự giải thoát khỏi những ký ức đen tối với cả cuộc đời lầm đường lỡ bước. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Đừng quên chia sẻ của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.